cảm động, một nữ tu Việt chịu đau điếng người để mang lại sự sống cho một em trẻ. Chuyện về một anh giáo dân tông đồ gương mẫu. Theo cộng đoàn, trên trang Facebook, anh Dũng Nguyễn Quân, một mạnh thường quân người Công giáo, chuyên làm các việc bác ái, từ thiện cứu đời mà chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng biết tới. Anh đã chia sẻ một giây phút vô cùng cảm động như sau. Cảm ơn sơ Anna Hương, ở phòng khám xã Đoài đêm qua. Nữ tu Anna Hương đã chịu đau để giữ lại nhịp thở cho bé Gia Linh. Khi Gia Linh đã cắn hai hàm răng lại, sơ đã chấp nhận chịu đau cạnh miệng con và bỏ ngón tay vào để tìm hơi thở cho bé Gia Linh. Ân tình của sơ, gia đình của Nguyễn Dũng Quân khắc ghi trong lòng. Và quý vị có thể nhìn trên màn hình, ngón tay của sơ đã bị cháu vô tình cắn vào rất sâu, đau điếng người. Chỉ một vài dòng ngắn ngủi của anh nhưng đã khiến cho cộng đồng xúc động và cảm phục về hành động sơ cứu, nghĩa tình của sơ. Rất nhiều người đã bình luận chúc mừng gia đình anh. Cảm ơn sơ vì thực sự lòng Chúa thương xót đã lan tỏa, ý Chúa đã thực thi qua việc làm của sơ Anna. Được biết sau đó, vào lúc 23 giờ 25 phút ngày 18 tháng 7, anh có đăng một thông báo bất ngờ. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho con gái Gia Linh của con đang trong phòng cấp cứu. Xin cầu bình an cho con của con với. Rất nhiều người, trong đó có các cha cũng chung lời cầu nguyện. Sau đó, vào lúc 23 giờ 48 phút, anh viết: Tạ ơn Chúa và mẹ Maria, thánh cả Anton. Cảm ơn các bác sĩ bệnh viện Nghi Lộc đã kịp thời cứu cháu và cảm ơn mọi người đã cầu nguyện. Con gái Gia Linh của Dũng Nguyễn Quân đã qua cơn nguy kịch. Giờ bé đã được chuyển vào hồi sức rồi ạ. Đến sáng ngày 19 tháng 7 thì cháu Gia Linh tỉnh lại nhưng người còn yếu, mắt lờ đờ. Đến 9 giờ 15 phút, anh Dũng viết: Tất cả là hồng ân. Gia đình Dũng Nguyễn Quân trải qua mọi biến cố trong cuộc sống đều được nhờ ơn Chúa và đã vượt qua tất cả. Như đêm qua, con gái Gia Linh của con gặp nạn trên đường đưa bé đi bệnh viện. Bé đang ngừng thở, nhưng với đức tin và nhờ lời cầu nguyện của mọi người, bé đã được sơ các bác sĩ cứu sống. Những gì Dũng làm ngày hôm qua, hôm nay Dũng được đền đáp. Nên qua những hồng ân gia đình con nhận được, nay con sẽ trở lại con đường giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Mặc dù con biết có nhiều người ủng hộ con đường con chọn, nhưng cũng có không ít người không ủng hộ. Thậm chí bé Gia Linh của con bị bệnh tim bẩm sinh, người đó cũng mang đi nói khắp nơi rằng con Dũng bị bệnh vậy, chắc Dũng chỉ có ăn chặn tiền mới có thể chữa được bệnh cho con. Và nay Dũng Nguyễn Quân quyết định sẽ đạp trên dư luận để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Nếu đăng được các mạnh thường quân tin tưởng, Dũng sẽ trở lại. Thưa cộng đoàn, qua biến cố này, anh Dũng nhận thấy việc chăm sóc, chú tâm nuôi dưỡng tới các bé là hết sức quan trọng. Ngày 24 tháng 7, anh chia sẻ một câu chuyện như hồi chuông cảnh báo nhiều bậc cha mẹ. Thương tiếc quá, một bé trai quê ở Lộc Hà, Hà Tĩnh, ăn quả nhãn đã không may bị hốc. Gia đình đã đưa bé đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Mùa này là mùa nhãn nên các bà mẹ hãy cẩn thận khi cho con ăn quả nhãn. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi, hậu quả của hạt nhãn rất khó lường. Bài viết nhanh chóng nhận được 1.700 lượt chia sẻ. Sau biến cố đó, trên trang Facebook cá nhân của anh lại tràn ngập các hoạt động từ thiện. Sự kiện anh tiếp tế, cứu trợ cho mọi người trên đường từ Sài Gòn về quê. Ngày 24 tháng 7, anh tổ chức xe tình thương đưa thi hài anh Jacobe Nguyễn Văn Chín về đến quê nhà ở Diễn Kỷ, Diễn Châu, theo ước nguyện của anh. Anh trao cho gia đình 92 triệu đồng. Đây là một câu chuyện thật buồn vì anh Chín bị đột quỵ mất, để lại vợ và những người con thơ dại. Vợ anh cũng vừa mới sinh bé thứ tư và gia cảnh khó khăn. Anh tiếp tục bơm hơn 200 chai xăng hỗ trợ bà con về quê vào ngày 31 tháng 7. Ngày 1 tháng 8, thấy một hoàn cảnh quá bi thương, anh đã tổ chức chuyến xe yêu thương khác
để đưa bé 10 ngày tuổi cùng gia đình về đến nhà tại Tương Dương, Nghệ An, chuyển xe về Bình An vào lúc 3 giờ sáng. Cùng ngày, anh báo tin vui khi đã kêu gọi được 80 triệu đồng để ủng hộ vụ tai nạn ở Đắk Lắk khiến người bố tử vong, hai con nhỏ nguy kịch phải nhập viện. Thật thương cảm. Hôm nay, ngày 2 tháng 8, anh cũng vừa kêu gọi cho ba trẻ chết đuối thương tâm tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và còn rất nhiều hoạt động của anh mà trong phạm vi chương trình không thể kể hết. Anh giáo dân vẫn luôn hăng say trong các chuyện đạo, chuyện đời. Thưa cộng đoàn, có thể thấy những việc làm của anh Dũng Nguyễn Quân giúp cho tha nhân bao lâu nay rất đẹp ý Chúa, thấm đượm tình người. Anh là chứng nhân của lòng Chúa xót thương. Và ngày hôm nay, Chúa đã trả công bội hậu cho gia đình anh chị khi gửi sơ Anna Hương tới để cứu lấy bé Gia Linh lúc gian nguy, rồi gửi tới các y bác sĩ giỏi để bé được bình an trở lại. Tất cả là hồng ân, cảm tạ Chúa và chúc mừng gia đình anh.